Đây là đu đủ vàng Thái nha mọi người. Đó, trái vàng cộng tím. Rồi thấy không? Cộng nè. Cộng tím ha. Trái vàng tươi luôn. Cái cây này mình không có xịt thuốc nên nó hơi đen tí, nhưng mà trái mọi người thấy màu. Đợt Tết trái rất là đẹp, rất sáng. Đó. Bông bông cũng có cánh màu tím luôn nè, bông nè. Cánh tím luôn nè. Cái ngọn cái bẻ non á thì nó vàng, nhưng mà khi ra nắng cái là nó tím lại. Đó, cộng tím. Giống đu đủ vàng Thái, giống mới. Đó, mình đang trồng lấy giống. Chuẩn bị Tết năm nay làm một mới đu đủ bonsai, đu đủ vàng bonsai trong chậu.